Hoàng hậu Maja là mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa, tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này. Đức Phật là bậc có phước báu lớn nhất thế gian, không ai sánh bằng. Nhưng sau khi sinh Đức Phật được 7 ngày, thì mẹ của Ngài qua đời. Vậy có phải Hoàng hậu Maja hết phước khi sinh Đức Phật nên mới qua đời? Bà là người như thế nào? Liệu có phải là người mẹ đặc biệt nhất thế gian như trong kinh điển thường nói? Đôi nét về cuộc đời của Hoàng hậu Maja. Theo lịch sử Phật giáo, hơn 2600 năm về trước, Hoàng hậu Maja là vợ của Đức Vua Tịnh Phạn, người trị vì Vương quốc Ca Tỳ La Vệ, Ấn Độ cổ xưa, là mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa, tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này. Bấy giờ, Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maja tuổi đã cao, nhưng chưa có con nối dõi. Vì khao khát sinh Thái tử nối tiếp ngôi vua, nên Đức Vua và Hoàng hậu đã nhất tâm lễ bái, cầu nguyện, làm các việc phúc lành để cầu xin sinh ra Thái tử. Và đúng là trời đất không phụ lòng mong mỏi của Đức Vua và Hoàng hậu. Sau một buổi lễ, Hoàng hậu mộng thấy một con voi trắng như tuyết, có 6 ngà, voi ngậm một bông hoa sen rất đẹp. Từ trên trời, con voi cưỡi mây bay xuống và chui qua hông phải vào bụng của bà. Sau giấc mộng, bà kể cho vua Tịnh Phạn. Nhà vua cho mời các nhà tiên đoán thì biết rằng Hoàng hậu đã mang thai một bậc vĩ nhân. Đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Những điều đặc biệt khi Hoàng hậu mang thai Thái tử. Khi mang thai, thân tâm của Hoàng hậu lúc nào cũng an lạc vô cùng. Điều này khác hoàn toàn với những người phụ nữ mang thai thông thường. Họ thường cảm thấy rất vất vả, biếng ăn, kém ngủ, sa sút về sức khỏe, vân vân. Thứ nữa, khi mang thai thì bà thấy mình từ bi, yêu thương tất cả những đứa trẻ khác, coi như là con của mình vậy. Bà gần như không ăn thịt sinh mạng chúng sinh. Không những thế, tâm của Hoàng hậu rất thanh tịnh, không nghĩ đến chuyện dục, không có những dục tưởng. Và Hoàng hậu còn có những điều kỳ lạ, đặc biệt khác, như bà có thể chú nguyện cho người ta được lành bệnh hoặc là làm được nhiều điều kỳ lạ. Đến kỳ sinh nở, khác với người thường, Hoàng hậu Maja hạ sinh Đức Phật từ bên nách phải. Đây cũng là một trong những điều đặc biệt xoay quanh cuộc đời bà. Vì sao Hoàng hậu Maja qua đời sau 7 ngày sinh Đức Phật? Thứ nhất, Hoàng hậu Maja đã làm tròn bổn nguyện của mình là sinh ra Đức Phật. Thứ hai, với công đức phước báu to lớn khi sinh Đức Phật, bà không thể tiếp tục mang thân người. Đức Phật là người có phước báu vô lượng vô biên, thì cha mẹ Ngài cũng phải có công đức phước báu rất lớn. Vì vậy, thân người của Hoàng hậu không đủ chứa đựng phước báu công đức này, cho nên bà bỏ báo thân và sinh lên cõi trời Đâu Xuất làm vị thiện nam tử. Thứ ba, khi Hoàng hậu mang thai Đức Phật, thân thể của bà trở thành đền thờ tôn quý, không ai có thể xâm phạm được. Nếu bà ở lại trần gian thì cũng không thể tiếp tục cuộc sống vợ chồng. Chính do công đức quá lớn nên Hoàng hậu qua đời, chứ không phải do hết phước mà bỏ báo thân. Tất cả 10 phương chư Phật đều như vậy, mẹ sinh ra các ngài sau đó sẽ băng hà. Điều này tương tự như việc một người Phật tử tại gia mà chứng đắc quả A-la-hán thì trong ngày hôm đó phải cạo tóc xuất gia, còn không thì phải nhập diệt. Bởi công đức của một vị A-la-hán quá lớn, hình tướng người tại gia không đủ sức chứa đựng công đức phước báo ấy. Chỉ có tướng người xuất gia mới đầy đủ các công đức, mới là tướng của giải thoát cao quý. Ba lần gặp mẹ của Đức Phật và đạo lý ai cũng cần thông hiểu trước khi quá muộn. Trong tiếng Phạn, cái tên Maja, Maja nghĩa là tình yêu, còn Siddhartha nghĩa là toại nguyện, và nó cũng có liên quan mật thiết đến những câu chuyện xảy ra trong cuộc đời của Đức Phật. Trong những video về Đức Phật, hình tượng Hoàng hậu Maja hiện lên không nhiều. Tuy nhiên, trong việc tìm kiếm nhiều hơn thông tin về bà, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những câu chuyện về Maja, không chỉ với tư cách là một hoàng hậu, mà còn là một người mẹ vô cùng vĩ đại và cũng rất đời thường. Dù sau khi qua đời, đã trở thành chư thiên nương tựa cõi trời. Dưới đây là ba câu chuyện về những lần Đức Phật được gặp mẹ khi Ngài đã chọn đi theo con đường của Phật Pháp và rời xa chốn cung điện giàu sang.
lần gặp mẹ thứ nhất của Đức Phật bên bờ sông Nairanjana. Sau khi qua đời, Hoàng hậu Maya được tái sinh vào cõi trời, trở thành một chư thiên. Khi Thái tử Gautama bước vào giai đoạn tu khổ hạnh vì nhịn ăn, ngài đã trở nên kiệt sức. Lúc này các sứ giả đã báo tin cho bà rằng đứa con trai mà bà yêu quý đang chết dần chết mòn. Nghe được tin dữ, Hoàng hậu Maya ngay lập tức đi đến bờ sông Nairanjana, nơi Thái tử đang nằm bất động trên mặt đất. Đau đớn như rứt từng khúc ruột, bà vừa khóc vừa hát cho con những lời ca dịu dàng. Con trai, khi ta sinh ra con ở khu vườn Lumbini, không cần ai trợ giúp, con đã tự đi được 7 bước như một chú sư tử. Con nhìn ra 4 hướng và nói rằng, đây là kiếp cuối cùng của ta. Giờ những lời nói này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Giờ ta sẽ nhờ ai giúp được con trai ta đây? Giờ ta sẽ khóc trong đau đớn vì ai đây? Ai sẽ giúp đứa con trai duy nhất của ta sống lại đây? Đột nhiên Thái tử Gautama tỉnh dậy trong sự sững sờ, bối rối và hỏi người phụ nữ đứng trước mặt mình là ai. Một lần nữa Hoàng hậu Maya trả lời qua những câu hát. Con trai, ta chính là mẹ con đây. Ta đã mang trong mình hình hài quý giá của con trong 10 tháng. Ta đang khóc trong nỗi tuyệt vọng. Thái tử Gautama liền trấn an mẹ mình và nói rằng những lời tiên tri về số phận của ngài nhất định sẽ trở thành sự thực, rằng bà không nên tuyệt vọng, trái lại nên vui mừng, vì chẳng bao lâu con trai của bà sẽ trở thành Đức Phật. Được Thái tử trấn an, Hoàng hậu Maya đi vòng quanh con 3 lần, rải những cánh hoa lên người ngài và trở về cõi trời. Lần thứ 2 gặp mẹ, Thái tử Gautama tới cõi trời Chajachimsa để gặp mẹ. Lúc này Thái tử Gautama đã sắp đi đến đoạn cuối của cuộc đời mình. Ngài đã đi thuyết pháp không mệt mỏi ở khắp chốn nhân gian trong hơn 40 năm, cứu độ được biết bao nhiêu chúng sinh khỏi những nỗi khổ đau, giúp họ từ bỏ con đường sai trái mà chọn cách hướng thiện để có được cuộc sống thanh thản, không ưu phiền. Tuy nhiên, trong lòng của Đức Phật luôn canh cánh một nỗi niềm, đó là ngài vẫn chưa có cơ hội thể hiện tình cảm của mình với mẹ. Một trong những mong muốn cuối cùng của ngài là được thuyết pháp cho mẹ như một sự bày tỏ lòng biết ơn của ngài trước công sinh thành của người. Chính vì thế, trước khi qua đời, ngài đã đến thăm mẹ ở cõi trời Chajachimsa trong 3 tháng để thể hiện sự kính trọng với bà và thuyết pháp cho bà. Trong thời gian này, Maya đã được con thuyết pháp, giác ngộ và trở thành Phật tử, chính thức cắt bỏ mối quan hệ mẹ con giữa họ. Khi nhìn những giọt nước mắt lăn trên má mẹ mình, Đức Phật đã nói rằng, trên đời sự chia ly là điều không thể tránh khỏi và cõi Niết Bàn đang chờ ngài, đã đến lúc ngài rời đi. Lần thứ 3 gặp mẹ của Đức Phật tại cõi Niết Bàn. Có một số nguồn viết rằng người cuối cùng tới đưa tiễn thân thể của Đức Phật trước khi được đưa đi hỏa táng là tín đồ Mahakayapa của ngài, rằng đôi chân của ngài đã xuất hiện bên dưới tấm vải liệm để các Phật tử có thể bày tỏ sự tôn kính với ngài. Nhưng cũng có một số nguồn viết rằng chính bà Maya mới là người cuối cùng nhận được vinh dự đó. Trong cuốn kinh Mahamaya Sutra cũng có viết rằng ở Kusiniga có một ngọn tháp thờ ở gần khu vực hỏa táng được xây dựng để kỷ niệm chuyến viếng thăm con trai cuối cùng của bà Maya. Sau khi biết tin con trai đã chết, bà Maya nhanh chóng xuất hiện trước quan tài của con, gần như ngất đi vì đau đớn. Bà chạm vào chiếc áo cà sa của con cùng chiếc bát khất thực ở gần đó. Đột nhiên nắp quan tài bật mở và Đức Phật bỗng nhiên ngồi dậy. Những vầng hào quang bao quanh ngài và tỏa sáng rực rỡ, tái hợp với mẹ lần cuối. Đức Phật đã tôn vinh bà Maya là một người mẹ, một người phụ nữ tuyệt vời, đáng kính trọng, và an ủi bà bằng câu nói cuối cùng: xin người đừng khóc, tất cả những điều này đều tuân theo Phật Pháp.
đạo lý từ 3 lần gặp mẹ của Đức Phật. Mặc dù những câu chuyện kể trên đều ít nhiều mà những yếu tố thần thoại, hoang đường, nhưng đạo lý của chúng thì không hoang đường chút nào cả. Dù bà Maya đã rời xa cõi trần, nương nhờ cõi trời, nhưng bất kỳ khi nào biết con gặp khó khăn, trái tim của người làm mẹ vẫn cảm thấy như có ngàn vạn mũi dao đâm vào và tìm đủ mọi cách để giúp con. Đau đớn khi phải rời xa con, dù biết đó là quy luật tất yếu của cuộc đời. Câu chuyện cũng cho thấy sự hiếu thảo và lòng kính trọng vô hạn của Đức Phật dành cho mẹ. Dù Ngài đã tu hành đắc đạo, trở thành Phật, thì trước tiên Ngài vẫn là một người con, suốt đời không quên công ơn sinh thành của mẹ và nhất định phải gặp mẹ trước khi chết để bày tỏ tấm lòng của mình. Cổ nhân đã dạy, trong trăm nết thiện, chữ hiếu đứng đầu. Chính là vì vậy, dù là ai thì cũng cần đặt chữ hiếu lên hàng đầu. Không phải cứ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vật chất cho cha mẹ mới là có hiếu. Điều mà cha mẹ nào cũng mong ở con mình đó là sự yêu quý, hiếu kính và lễ phép. Chỉ cần một nụ cười, một sự chia sẻ, quan tâm của con cũng đủ để cha mẹ mỉm cười, hạnh phúc. Kế mẫu của Đức Phật. Quý vị thân mến, sau khi Hoàng hậu Maya qua đời, thì vua Tịnh Phạn sau đó cưới em gái của bà là Kiều Đàn Di làm vợ. Là em ruột của Hoàng hậu Maya quá cố, bà Kiều Đàn Di không chỉ là kế mẫu mà còn là dì ruột của Thái tử Tất Đạt Đa. Hoàng hậu mới của vua Tịnh Phạn hết lòng thương xót đứa con mồ côi của chị gái, cũng là con riêng của chồng mình, muốn bù đắp thật nhiều cho đứa trẻ thiệt thòi sớm mồ côi mẹ. Sau khi sinh hoàng tử Nanda, bà Kiều Đàm Di giao con ruột cho vú nuôi chăm sóc để mình có thể tiếp tục tự tay nuôi dạy thái tử. Bởi thế, tình yêu và sự biết ơn của thái tử dành cho mẹ kế là không thể kể xiết. Sau này, khi sinh thêm một cô công chúa, hoàng hậu cũng chưa bao giờ yêu thương con riêng của chồng ít hơn. Vì sao Đức Phật nhiều lần từ chối lời thỉnh cầu khẩn thiết của mẹ kế? Việc thái tử Tất Đạt Đa rời bỏ cung điện và đời sống thế nhân để đi tìm con đường thoát khổ cho nhân loại cũng khiến cho bà đau lòng, nhớ thương không nguôi. Ngoài việc nuôi dạy các con ruột, từ đó bà còn hỗ trợ, động viên vợ thái tử, công chúa Gia Du Đà La nuôi dưỡng con sơ sinh của nàng. Bà Kiều Đàm Di cũng là một trong những người vui mừng nhất khi biết thái tử đã thành Phật và sẽ trở lại quê nhà. Cùng với những người khác trong hoàng tộc, bà chăm chú nghe Phật thuyết pháp và nhanh chóng đắc quả Tu Đà Hoàn, bậc đầu tiên trong bốn thánh quả, bậc cao nhất là A-la-hán, đắc Niết Bàn. Người ta đoán rằng vào thời điểm đó hoàng hậu đã nhen nhóm ý nguyện sống đời xuất gia, dù thời đó chỉ đàn ông mới có quyền trở thành tu sĩ và giáo đoàn của Phật cũng chỉ có nam giới. Bị Phật từ chối vẫn kiên trì cầu khẩn. Sau khi vua Tịnh Phạn qua đời, hoàng hậu Gotami cảm thấy mình đã không còn vướng bận nghĩa vụ gia đình, bèn tìm cơ hội để thoát ly thế tục. Nhân khi Đức Phật đến Ca Tỳ La Vệ để dàn xếp vụ tranh chấp kênh đào giữa hai tộc Thích Ca và Câu Lỵ, bà tới gặp, thỉnh cầu Ngài phép nữ giới được xuất gia. Bạch Đức Thế Tôn, sẽ là điều may mắn lớn cho nữ giới nếu Ngài chấp nhận cho phụ nữ được từ bỏ nếp sống gia đình để khép mình vào đời sống không nhà cửa trong khuôn khổ của giáo pháp và giới luật mà Đức Thế Tôn công bố, bà nói. Không nêu lý do, Đức Phật lập tức từ chối. Bà Kiều Đàm Di lặp lại lời thỉnh cầu lần thứ hai, rồi lần thứ ba, nhưng Ngài vẫn không chấp nhận. Xong việc ở thành Ca Tỳ La Vệ, Phật đến thành Vệ Xá, ngự trong một ngôi đền. Bà Kiều Đàm Di cùng 500 phụ nữ quý tộc trong dòng họ Thích Ca đều xuống tóc, bỏ hết trang sức và semi sang trọng, đắp y vàng của tu sĩ, đi bộ trên đôi chân trần gần 200 cây số đến Vệ Xá. Mệt mỏi sau hành trình dài gian khổ, đôi chân sưng phù, thân thể lấm lem, họ tới trước cửa tịnh thất của Phật. Thị giả của Ngài là Đại Đức Ananda thấy bà Kiều Đàm Di đang khóc liền tới hỏi han, biết được nỗi khổ tâm cũng như là tâm nguyện của bà. Ananda thương xót liền đến gặp Phật để xin hộ. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy xem, bà Kiều Đàm Di đang đứng ngoài cổng
với đôi chân sưng vù, mình mẩy đầy cát bụi, trông rất sầu muộn. Xin Đức Thế Tôn hoan hỷ, chấp thuận cho nữ giới được từ bỏ đời sống gia đình và khép mình vào nếp sống không nhà cửa, trong khuôn khổ của giáo pháp và giới luật mà Ngài đã công bố. Ananda thỉnh cầu: Đủ rồi, Ananda, Như Lai không thể chấp nhận cho hàng phụ nữ xuất gia. Đức Phật nói. Ananda cố van nài, nhưng cả hai lần khẩn khoản sau đó đều bị chối từ. Không nản lòng, Đại Đức Ananda hỏi Phật rằng nếu tu hành, phụ nữ có thể đạt các thánh quả Tu Đà Hường, Tu Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán hay không? Và được trả lời rằng phụ nữ hoàn toàn đủ khả năng đạt các thành tựu đó. Nghe vậy, Ananda lại khẩn thiết cầu xin lần nữa. Lệnh bà Kiều Đàm Di đã có rất nhiều công nuôi dưỡng Đức Thế Tôn. Bà vừa là gì? Vừa là nhũ mẫu, kế mẫu. Bà đã nuôi Đức Thế Tôn bằng sữa của chính mình. Bà ẵm ngài trong lòng thay hoàng hậu quá cố. Cuối cùng, Đức Phật tuyên bố, Ngài sẽ cho phép bà Kiều Đàm Di thành lập giáo hội Tỳ Kheo Ni, tức Ni Sư, nếu bà chấp nhận một số điều kiện phép tắc. Khi nghe những điều kiện này, bà Kiều Đàm Di hoan hỷ, chấp thuận. Bà cùng các mệnh phụ tộc Thích Ca được làm lễ xuất gia, trở thành những ni sư đầu tiên trong lịch sử Phật giáo. Chỉ ít lâu sau khi sống đời tu hành, kế mẫu của Đức Phật đắc quả A-la-hán, nhiều cựu mệnh phụ khác thì cũng đạt thánh quả này. Vậy vì sao Đức Phật nhiều lần từ chối không cho nữ giới xuất gia? Kinh sách cho thấy, không có lần nào Ngài tuyên bố phụ nữ thấp kém hơn nam giới cả về trí tuệ, bản lĩnh hay khả năng đạt đạo giải thoát. Ngài lo ngại rằng nếu phụ nữ gia nhập đời sống tự viện, việc giữ gìn phẩm hạnh độc thân của những người tu hành sẽ trở nên khó khăn hơn. Khi đồng ý thành lập giáo hội Tỳ Kheo Ni, Đức Phật đã ban hành các giới luật để hạn chế nguy cơ này. Trong lịch sử nhân loại, Đức Phật là vị giáo chủ đầu tiên thành lập giáo hội cho nữ giới với đầy đủ giới luật. Ở thời đại mà trên khắp thế giới, và đặc biệt là Ấn Độ, năng lực của phụ nữ bị đánh giá vô cùng thấp. Đức Phật đã khẳng định họ có đủ khả năng đạt đạo quả cao nhất. Nhiều tôn giáo gần 3.000 năm sau thì vẫn chưa đạt tới điều này. Và kính thưa quý vị, chủ đề của video ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Quý vị có ý kiến gì thì chúng ta hãy cùng để lại comment của mình ở dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.